lưu ý về cái phương trình động lực học vật lớn. Thì đây mình có là tổng các moment lực á, thì nó bằng là Y nhân gamma. Y là cái moment quán tính ha, còn gamma là cái gia tốc gốc. Trong đó M đây là tổng các moment lực, Y là moment quán tính và gamma là gia tốc gốc. Các moment quán tính của vật lắng cần nhớ này, các moment quán tính của vật lắng cần nhớ, thứ nhất là về đối với một cái thanh dài có trục quay đi qua tâm á, có trục quay đi qua tâm thì moment quán tính của nó là 1/12 ML bình ha. M là khối lượng của cái thanh đó, còn L là cái chiều dài của thanh ha. Còn nếu mà một cái thanh dài mà có trục quay mà đi qua một đầu của thanh á, thì cái moment quán tính của nó là 1/3 ML bình ha. M là khối lượng của thanh, còn L là chiều dài của thanh á. Còn đối với một cái trụ đặc hay là một cái đĩa tròn thì cái moment quán tính của nó là 1/2 Y, nó bằng 1/2 ML bình. M là khối lượng của cái trụ đó hay là cái đĩa tròn đó, còn L là cái bán kính của nó ha. Còn nếu mà cái trụ rỗng hay là cái vành tròn, cái trụ rỗng hay là vành tròn thì moment quán tính của nó là MR bình thôi, MR bình. MR bình. Còn đối với cầu đặc á thì moment quán tính của nó là 2/5 MR bình. MR là khối lượng ha, còn L là bán kính ha, quả cầu đặc. Còn nếu quả cầu rỗng á thì moment quán tính của nó là 2/3 MR bình ha. M là khối lượng, còn R là bán kính của nó ha. Đối với quả cầu rỗng thì moment quán tính của nó được tính theo thức này. Và ta có ví dụ này. Đây là cho hai vật có khối lượng M1 M2 được nối với nhau bằng một sợi dây. Sợi dây này có khối lượng không đáng kể và vắt qua một cái lồng lọc. Tuy nhiên lồng lọc ở đây là một cái đĩa tròn có khối lượng là 1 kg và bán kính là 0.1 m. Bỏ qua ma sát, nghĩa là cái vật này nó chuyển động trên cái mặt phẳng nằm ngang này, nhưng mà bỏ qua ma sát. Lấy ra 10 m trên giây hình phương. Hãy tính cái gia tốc, hãy tính cái moment quán tính và gia tốc. Đồng thời tính cái lực căng dây của nó, cái lực căng của nó. À, lực căng ha, tính lực căng dây. Câu A là M1 có khối lượng là 2 kg, M2 là 3 kg ha. Còn câu B M1 3 kg, M2 7 kg. Đây ta giải nè. Đây là cái lồng rọc là một cái đĩa tròn, cho nên công thức moment quán tính của nó là Y nó bằng 1/2 MR bình. M ở đây là 1 kg, còn R là 0.1 m ha. Nếu đề bài cho là cm mình cũng phải đổi về mét luôn. Đổi mét mới tính được, kg đi với mét ha. Rồi nó là 1/2 M là 1 kg, là 0.1 m, ta bấm ra được là 5 × 3 kg nhân cho mét bình phương ha. Đây là moment quán tính của nó, của cái lồng rọc này. Đây là cái của cái đây ha, lồng rọc này ha. Rồi. Còn bây giờ ta có là xét cái vật M1 này á. M1 này á thì ta sẽ có là lực tác dụng của nó thì chỉ có bây giờ là do nó nằm trên phẳng ngang cho nên lực tác dụng nó chỉ có là T1 thôi. Tổng các lực của nó lúc này thật ra chỉ có T1 thôi. Tại vì cái phản lực lên và trọng lực xuống thì nó cân bằng nhau, nó bằng không, không có, cho nên khỏi ghi. Nó chỉ còn T1, cái này bỏ qua ma sát cho nên khỏi ghi ma sát luôn. Nó chỉ còn ở T1 bằng M1A. Tổng các lực tác dụng lên vật M1 này chỉ có T1 thôi. Nó bằng là theo đề bài theo cái Newton á thì nó bằng là M1 nhân A ha. Và đối với M2 thì tổng các lực của nó, M2 thì nó gồm có là B2 hướng xuống và lực căng dây T2 hướng lên. Thì nó bằng lại M2A ha, M2A. Tổng các lực của nó là bằng khối lượng nhân cho gia tốc. Vật M2 này thì nó bằng là tổng lực là tổng lực B hướng xuống và lực căng dây hướng lên nè, là M2 là B2 trừ cho T2 á, tổng các lực của nó. Lực này B thì hướng xuống, lực căng dây hướng lên cho nên nó là trừ. Là tổng lại cộng lại thì nó bằng M2 như A ha. Còn cái lồng lọc này á thì nó có hai cái lực. Đây là cái lực căng dây lực T2 kéo xuống nè, và mình chuyển động á, cái vật này nó chuyển động theo chiều này, chuyển động theo chiều này, cho nên mình có là T2 trừ T1 đối với cái lồng lọc này ha, thì nó là T2, tại vì vật nó chuyển động theo chiều này, chuyển động xuống như nè, nó chuyển động xuống nha, cho nên nó là T2 trừ T1. Thì công thức của nó là nó bằng là đối với lồng lọc này thì nó bằng là Y nhưng cho gia tốc A chia cho R bình phương. R là cái bán kính của lồng lọc ha, còn Y là cái moment quán tính của nó, moment quán tính của nó nãy mình tính ở trên này, còn cái A là cái gia tốc chuyển động của cái vật này ha, cái hệ này. Thì ta giải cái hệ này bằng cách là gì? Ta lấy 1, 2, 3 ta cộng lại. Lấy 1 cộng 2 cộng 3 ta cộng lại á
trong tình hình cộng lại á, thì ta sẽ suy ra được là a à, cộng lại ha, với trái cộng theo với trái, với phải cộng theo với phải, thì trong tình hình cộng lại thì t1 với t1 mất, t2 với t2 mất, thì nó còn lại là b2, thì nó bằng là trong tình hình cộng lại thì chữ a gia tốc mình đặt nhân tử chung ha, mình đặt cái gia tốc nhân tử chung á, m1a, m2a và iar, ia chia r phương á, ta đặt cái a nhân tử chung thì ta chia xuống, ta có ngay cho tốc a nó bằng là v2 chia cho m1 cộng m2 cộng cho y chia r phương ha. Và lúc này mình thế vô b2 thì bằng m2 g ha, g đây là 10 mét trên phương á, m2 là 3 kg, m1 là 2 ha, m2 là 3, còn muốn bằng nối tính nãy mình tính ở trên câu a rồi nè, nó là 5 × 3, rồi r2 là r của nó, r là 0,1 ha, ta thế vô ta bấm máy thì gia tốc được 5,45 mét trên phương ha. Còn mình muốn tính cái lực căng dây á, là tính lực căng dây T1 thì ta thế vô phương trình thứ nhất nè, ta thế gia tốc A vô đây, ta có ngay T1 và 1 nha, thế vô ha, A mới tính xong là 5,45, thế vô. Và muốn tính T2 ta thế vô phương trình thứ hai nè, nó dễ. T2 ta thế vô phương trình 2, T2 nó bằng B2 trừ cho M2A, B2 là bằng M2G ha, trừ cho M2A, G là 10 ha, M2 là 3 kg á, A mới tính xong là 5,45 ha, ta thế vô tính được T1, T2 như thế này, T2 là 13,65 N. À. Rồi, tương tự câu B ha. Đây là cho một cái hệ như hình vẽ này, gồm có bậc M1, M2 được nối với nhau bằng một cái lồng rọc. Lồng rọc này có khối lượng, một lồng rọc này là một cái đĩa tròn, có khối lượng là 1 kg và bán kính của nó là 0,1 m. L1 đây là 3 kg, M2 là 7 kg ha. Thì đề bài giải nè, đầu tiên là đề bài yêu cầu là tính cái moment quán tính của cái lồng lọc này á, lồng lọc này một cái đĩa tròn, công thức tính của nó là 1/2 mR bình. Đó, thế vô, 1/2 mR đây là 1 kg, và R là 0,1 m, thế vô ta bấm được là 5 × 3 kg mét vuông ha. Rồi xét cái vật M1 này thêm được 2 N thì tổng các lực của nó, nhưng mà M1 này thật ra thì nó chỉ có lực căng dây là T1 thôi. Tổng các lực của nó là T1 bằng M1 nhân cho gia tốc ha. Tức là thêm được 2 N tổng các lực ở đây thì chỉ có một cái lực căng dây duy nhất là T1 thôi. Bởi 1 nha. Còn một cái M2 này có hai lực, còn có trọng lực B hướng xuống và lực căng dây T2 hướng lên ha. M2 này thì nó có B2 hướng xuống, B2 hướng xuống là lực căng dây T2 hướng lên, cho nên hai này ngược nhau cho nên nó là B2 hướng xuống, và chuyển động theo chiều này cho nên nó là B2 trừ T2 nó bằng M2 nhân A. Tổng các lực nó bằng là khối lượng nhân gia tốc ha. Còn đối với cái lồng lọc này á thì tổng các lực của nó là T2 này, T2 trừ T1 thì nó bằng là theo công thức. Cái lồng lọc này nó có công thức tính, đây là lực căng dây T2 kéo xuống, lực căng dây T1 kéo lại. Như là vật chuyển động theo chiều này, vật chuyển động theo chiều này nè, chiều xuống như nè. Cho nên á, nó sẽ là T2 trừ T1 nó bằng là Y, còn đây công thức ha. Lồng lọc này nó là công thức này, Y nhân cho gia tốc A nhân chia cho bán kính của nó, R bình phương. Giải cái hệ này ta lấy 1 với 2 ta 3 ta cộng lại, ta cộng vế theo vế, thì lúc này M1A, M2A với lại là IA chia rồi phương á, ta lúc chia nhân tử chung, còn bên đây cộng lại T1, T1 mất, T2, T2 mất, còn lại B2 thôi. Tóm lại ta sẽ chia được là A, ba này cộng lại ta sẽ chia được là A. Gia tốc A nó bằng B2 chia cho M1 cộng M2 cộng cho Y chia rồi 2 tất cả anh phương á. Và ta thấy vô ha, nhớ là B2 thì bằng M2 nhân G, M2 đây là 7 kg, còn G là 10 đó. Ha, gia tốc là gia tốc mua nó tính có tính rồi nè, còn R là 0,1 m ha, thấy giờ ta bấm là 6,67 m nhìn phương. Còn tính lực căng dây T1 ta thấy chương trình thứ nhất nè, T1 thì nó bằng lại M1 với A mới tính xong ha, M1 là 3 kg đó. Đây. Còn tính T2 thấy chương trình thứ hai nè, T2 thì nó bằng là B2 trừ cho M2A. Nhớ là B2 bằng M2G ha, M2 là 7 kg, G là 10 ha. Và A mới tính xong là 6,67 m nè, ta tính là được T2 lực căng dây T2 là 23,31 N ha. Rồi, ta chuyển sang ví dụ tiếp theo. Một cái hạt chuyển động theo cái trên cái mặt phẳng là xy đi từ điểm A có cái vector bán kính là RA đến điểm B có vector bán kính là RB. Biết hạt này chuyển động dưới tác dụng của một cái lực ép. Đề bài yêu cầu là tính công thực hiện. Câu A là RA nó bằng 2y cộng g, RB nó bằng là 4y trừ 2g, và lực tác dụng của nó ép nó bằng 3y cộng 3g. Câu B, RA nó bằng là y cộng 2g, RB nó bằng 2y trừ 3g, và lực tác dụng của nó là F nó bằng là 3y cộng 4g. Giải nè.
thì công thực hiện á, công thức tính của nó là công thực hiện A nó bằng là F nhân cho R. F nhân R là lực tác dụng cho bán kính của nó. Ở đây mình có R, ở đây mình sẽ tính là gì? R ở đây thì công thức cơ tính của nó là R2 trừ R1, hay nói khác là R, RB trừ RA đó. Thì mình lấy RB trừ RA là 4Y trừ 2Y thì còn là 2Y ha. A trừ 2G mà mình trừ G thì là trừ 3G. Nên mà trừ nhau thì trừ đúng vị trí của nó. Y thì trừ theo Y, G trừ theo R. Đây 4Y mà trừ 2Y thì còn là 2Y nè. Đây là trừ 2G mình trừ thêm cái G này là trừ 3G. Là R ha. Còn này trong quá trình A, công A thì bằng F R. F thì bà cho là 3Y cộng 3G. Em nói bằng 3y cộng 3g nhân cho r, r mới tính xong đó là 2y trừ 3g. Thì này mình chỉ việc nhân từ từ vô thôi. Nhân từ từ vô. Vậy thì ta có 3y nhân cho 2y thì là 6y bình phương đúng không nè. Ta nhân vô 3y nhân 2y là 6y bình phương. 3y nhân cho 3g thì nó là 3y nhân trừ 3g thì nó là trừ 9yg. Còn này 3y nhân cho 2y thì nó là cộng 6yg. Này 3y nhân cho trừ 3g thì nó là trừ 9g bình phương. 3g nhân cho trừ 3g thì trừ 9g bình phương. Mình nhớ là y bình á hay là g bình á thì là 1, còn y nhân g á do nó vuông góc với nhau cho nên hai vectơ nhân nhau thì nó sẽ bằng 0. Vậy thì lúc này á là 6 nhân cho y bình tức là 6 nhân 1 trừ 9 y nhân g thì này 0, tại vì y nhân g nó vuông góc với nhau bằng 0. Này cộng 6 y nhân g vuông góc nhau bằng 0 luôn. Trừ cho 9 g sin phương 1 rồi trừ 9 nhân cho 1 ha. Cho nên công A nó sẽ bằng là, nhớ là y nhân g là nó hai cái này hai vectơ này nhân nhau bằng 0 đó. Còn vectơ y bình hay là g bình thì nó là 1 ha. Cho nên công A nó sẽ là 6 nhân y bình, nó chỉ còn là 6 nhân y bình tức là 6 thôi. Trừ cho 9 nhân g bình tức là trừ 9. Vậy nó bằng là công thực hiện nó là trừ 3 joule. Trừ 3 joule, là trừ 3 joule ha. Rồi tương tự ta có cái câu B này. Câu B là RA nó bằng là y cộng 2g, rb nó bằng 2y trừ 3g và lực tác dụng của nó F nó bằng là 3y cộng 4g. Đầu tiên ta có r á, nhớ là cái công thực hiện, công thức tính của nó là lực nhân cho r, tức là F nhân cho r ha. Và mình có r đây thì bằng r2 trừ r1, hay nói khác là rb trừ ra đó. Thì rb là 2y mà mình trừ y thì còn lại y thôi. Ở đây trừ 3g mình trừ cho 2g thì là trừ 5g. Mình lấy cái rb trừ ra ha, r thì bằng rb trừ ra hay r2 trừ r1 á, thì nó bằng là y trừ 5g. Cho nên suy ra là công A của nó nè, A nó bằng F nhân R, tức là F là đề bài cho là 3y cộng 4g này nhân cho R, R là y trừ 5g. Này mình nhân vô thôi, 3y nhân cho y thì nó bằng 3y bình phương, 3y nhân cho trừ 5g thì nó là trừ 15yg. Đây 4g nhân cho y thì nó là 4yg. Đây 4g nhân cho trừ 5g thì là trừ 20g bình phương. Nhớ là y nhân g thì nó sẽ bằng 0, còn y bình với g bình thì bằng 1. Cho nên mình sẽ có là A nó ngoài là bằng là 3y bình phương, tức là 3 nhân 1 là 3. Còn này trừ 15yg là 0 này, trừ cộng 4yg là bằng 0. Cái này trừ 20yg bình phương, tức là trừ 20 nhân 1 là trừ 20 đó. Cho nên công A lúc này nó bằng là 10, trừ 17 joule. 3 trừ 20 là trừ 17 joule ha.